Để nhận quà tặng khuyến mãi của Tahi Game, anh chị hãy bấm vào đăng ký và bấm bật chuông lên, nhớ phải bật chuông nhá. Chào anh chị, đây tôi đang có một cái nhẫn ngọc đế quang, còn gọi tên là ngọc lục hoàng gia. Nhẫn này đã được kiểm định rồi, đá quý thiên nhiên. Và đây là cái sản phẩm của chúng ta, một cái sản phẩm khá là đặc biệt. Anh khách hàng của tôi muốn sử dụng một cái sản phẩm mà tất cả đều trơn bóng hết. Lục hoàng gia. Đó. Màu rất trong. Cái tác phẩm này có một chút đặc biệt ở đây. Bình thường thì những cái tác phẩm của tôi là tôi sẽ không bọc kín như kiểu người Mỹ như thế này, nhưng anh khách hàng tôi yêu cầu bằng khoan một cái lỗ ở chính giữa. Do nhu cầu về tâm linh của anh ấy, tôi không có tham gia. Và đây chúng ta sẽ có cái sản phẩm như thế này. Xung quanh cái viên đá này thì chúng ta có một hàng đá tấm xanh luôn. Đều nhau. Đó. Cái thiết kế trơn là một thiết kế rất là khó anh chị ạ. Thiết kế rất là khó. Cái này thì không vừa với ngón tay trên của tôi. Vừa đấy nhưng mà nó vào nó sẽ khó ra. Tôi sẽ không đeo nữa. Đây là viên ngọc lục hoàng gia nhá, gọi là ngọc đế quan. Thông thường thì sản phẩm ngọc đế quan của chúng ta nó sẽ không được đẹp như thế này. Thành ơi, anh chị có thể thấy thông thường ngọc đế quan của chúng ta thì màu sắc nó sẽ nhợt nhạt hơn. Tuy nhiên vào những cái chất mà gọi là chất ngọc ấy, nó cao cấp hơn. Ví dụ ở đây tôi có một số cái viên nhỏ nhỏ này, chất ngọc này, anh chị thấy đây thì màu nó sẽ trong và nó sẽ đẹp hơn. Tuy nhiên là chúng ta tìm nó cũng không dễ dàng anh chị nhá. Đây những viên ngọc đế quan thường thì nó sẽ rẻ tiền hơn nhiều. Đấy. Nhưng mà chất ngọc nó sẽ thấp hơn. Trong khi đó cái viên này chúng ta nó khoảng hơn 10 triệu, thì những viên này thì nó chỉ khoảng 2 3 triệu thôi. Nó tùy từng sản phẩm một. Đấy là chúng ta sẽ khác nhau giữa cái dòng cao cấp và dòng thường anh chị nhé. Đó, anh chị có thể thấy như thế. Chúng ta có thể thấy độ bóng mướt ở cái sản phẩm này. Rất là mướt, mượt mà anh chị ạ. Có anh chị nào mua ngọc đế quan thì liên hệ với tôi còn 3 viên ngọc nữa. Đấy. Chúng ta còn 3 viên nữa, hình như còn 4 viên đúng không? Còn một viên nữa. Có 4 viên thuộc cái dòng ngọc này trong cái lô này. Thì để dành cho anh chị nào mà thích hàng cao cấp nhá. Đây tôi có đưa lên. Tôi còn một viên nữa. Tất cả là 4 viên. Còn trong những cái hàng gọi là hàng đẹp thôi, chứ gọi hàng cao cấp thì ở đây thì có rất là nhiều. Nhưng mà những cái hàng này thì nó chưa đạt mức cao cấp hẳn anh chị ạ, nó chỉ là tương đối thôi. Nhưng mà màu nó cũng rất là đẹp rồi. Đó, thì này video này tôi giới thiệu đến cái sản phẩm này. Và cái sản phẩm này thì chúng ta có cái giá tiền, tôi làm cho anh Quang là ở Huế, giá tiền là sau khi trừ cọc chúng ta có giá 24 triệu 678 nghìn. Có nghĩa là chúng ta số tiền thật của chúng ta sẽ là 29 triệu 678 nghìn. Ok, tất cả tôi đều rõ ràng nhá. Hôm nay thì vàng lên rất cao anh chị ạ, vàng ta lên 3 triệu 9 rồi, tăng giá rất là mạnh. Rồi, cái sản phẩm này thì tôi tả qua một chút về cái thiết kế này thôi, rất đơn giản thôi nhưng mà rất là sang trọng. Này, lên tay luôn. Thực ra đeo ngón tay này của tôi là hợp lắm đấy, nhưng mà tôi sợ đeo vào nó không lấy ra được. Không lấy ra được không? Mút. Nó mút rất là chặt anh chị ạ. Thôi, chúng ta sẽ tạm không đeo nữa. Hoặc là thì chơi thử chơi lớn một lần cho thiên hạ trầm trồ xem nào. Vào. Đó, đẹp không anh chị? Rất là sang, màu ngọc sang luôn, nhưng mà vấn đề khó khăn của tôi bây giờ làm sao cho nó giả được. Rồi ok, chào anh chị, hẹn anh chị ở video tiếp theo. Tôi là Tahi Phạm ở kênh Vàng Tahi Phạm, xin kính chào.